Xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh của DVS Audio nhá. Thì hôm nay em và Việt và Vinh Đệ đang đi bàn giao một bộ thiết bị gọi là mini thôi, đi sâu mini của chú gì em quên mất tên, chưa hóa đơn rồi. Chú ở đây là phường Nam Sơn nhá, phường Nam Sơn thành phố Bắc Ninh. Chú ở nhà chú tựa núi, sau cái núi. Đường này dài hơn 1000 số nhà em ạ. Chú hôm nay đã bày cơm rượu sẵn rồi mà em đến đây mà đang ở giữa trưa, đang nghiên cứu để đang thử qua một chút để vào nạp phải nạp ít bia rượu vào ra hát mới hay anh em ạ. Nạp bia rượu vào hát thì nó mới căng được. Thì thiết bị hôm nay thì chú là lấy hai cặp loa bát GCS Neo nhá. Campuchia về à? Và con súp của chú là súp bát 50, cũng là bát neo luôn. Thì tất cả vỏ này đều là vỏ của cái hãng LAF của em nhập về nhá. Vỏ rất là chất lượng. Cái vỏ mà em vẫn hay quảng cáo là cái lưới nó dày 2 ly ấy, mà đứng lên không bị bẹp ấy. Tủ máy thì chú dùng tủ máy rất là xịn sò, đẩy của DB, đẩy ở dưới là đẩy DB, D15 của DB Aquatic. Và dùng con vang rất là đắt tiền, con vang CAF, mang của nó là EFA6 đây này. Con vang rất là đắt luôn. Chỉ nhắc ở công ty CIF. Đây thì đang test chặt chẽ một tí để chốc để xem có mời ca sĩ nào hát không. Ca sĩ thì đang rất là nhiều ca sĩ nhưng mà chắc là chưa nạp, cho nên là chưa vào. Trong lúc này nạp xong thì hát thì nó sẽ hợp lý hơn. Các chú đang bảo là chờ để vào nạp đây. Thì một cái bộ giàn thế này để mà đi những cái show mini rất là ngon này anh em nhá. Và con súp lát này có thể là đã để nằm ra để chồng hai con lên nhau. Chú thì bảo là một thời gian tới chú sẽ làm cho một đôi nữa. Còn đây thì vì là một đôi, một chiếc này thì dựng này nó sẽ hơi bé này. Chú sẽ làm cho một đôi nữa. Thì chọn bộ cái thiết bị này nó nằm ở đâu đó khoảng 70 triệu anh em ạ. Tôi nghĩ là hơn 70 triệu một chút. Thì mình đang test nhạc một chút thôi, sẽ test nhạc nó sập sình hơn một tí. Việt ơi, cho cái nhạc nó sập sình một tí để quay đi không? Cho nhạc sập sình đi. Đây không phải cắt ghép video đâu, em bảo Việt chuyển nhạc luôn. Đỡ phải cắt ghép nhiều. Cái đường đấy rất rộng này em nhá. Đây là một cái phường chắc là cũng là nằm ở rìa của cái thành phố Bắc Ninh, chắc là cái huyện này nó mới lên được thành quận. Trời ơi, đường xá vẫn còn rất là ngon lành, rất là rộng rãi, chưa có nhiều bán hàng rong gì. Đây không khí cũng khá là thôn quê. Được cái xịn đất nhà em là có số nhà rồi, nhà em mới là ở quê thật, ở Hà Nội nhưng mà Hà Nội quê, chả có số nhà, số nhiều gì cả, khách đi tìm rất là mệt mỏi. Cũng may là nhà em là cái mà mặt đường thì khách tìm cũng cơ hội quá khó. Việt là không biết do tăng âm lượng à? Từ từ để tôi lấy cái kẹp đã. Có cái kẹp thường của tôi đây. Đấy, anh em không biết cho to âm lượng à? Cái chân kẹp đâu nhỉ? À đây rồi. Đây em phải kẹp nhẹ nó vào một cái chân kẹp để yên ở một chỗ thôi. Không biết là nên để nó ở mặt đất hay để nó ở thùng xe đây. Thank you.
test một chút thôi. Thì để xem nào, thì bây giờ anh em đóng cái tủ cửa sổ vào. Đấy, chưa thì hàng xóm đã sang hỏi thăm rồi. Hàng xóm đã sang hỏi thăm rồi, chắc là nhà có trẻ nhỏ ở đây. Bây giờ em sẽ vào ăn cơm với cả nhà chủ một chút. Thì các anh em ở trong khu vực miền Bắc kể cả miền Trung, nếu là có nhu cầu sở hữu cho mình những cái bộ thiết bị như thế này thì thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển đến tận nơi lắp đặt các bác. Hoạt động gọi là hoạt động chân chu rồi, hướng dẫn thì nữa sẽ ở đây một buổi chiều gọi là tổ chức gọi là chuyên linh đấy, hướng dẫn các bác cách sử dụng thì hướng dẫn cho đầy đủ luôn. Nói chung là cũng phải được đến độ 4 phần của thợ rồi thì bọn em mới về. Đương nhiên là cái âm thanh này thì còn phải có kinh nghiệm làm nó mới lâu năm thì nó mới giải quyết được vấn đề, còn đâu mình chỉ hướng dẫn những cái cơ bản thôi cho bác đi làm cái âm thanh. Thì bác ở trước là bác làm nhà giàn nhưng bây giờ bác mới thêm âm thanh. Để sắp tới là trong tháng 8 này chắc là có Trung Thu, sắp tới chắc là cái dịp Covid-19 nó cũng sẽ lắng xuống thì anh em tổ chức tiệc cưới thì sẽ bắt đầu có những công việc. Thì bác mua loa về bác chiến đấu. Ôi rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở clip lần sau. Anh em về việc bắt đầu cũng chuẩn bị bằng cái tay đây. Tạm biệt anh em nhé.